Tôi là Nguyễn Minh. Hôm nay tôi xin phép được kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà bản thân tôi đã từng gặp phải trong thời gian vừa qua. Câu chuyện bắt đầu khoảng 3 tuần trước. Sau khi tan học, tôi và thằng bạn thân tên là Nhân lê bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Vừa trải qua xong một kỳ thi quan trọng, cho nên cả hai đều khá mệt mỏi, muốn được giải tỏa cơn áp lực suốt thời gian vừa qua, nên tôi liền ngỏ ý muốn đi phượt một chuyến dài hôm. Vì hai đứa đều là con trai, tính cách lại rất phóng khoáng, thích đi đây đi đó, nên chỉ cần tôi ngỏ lời ra thì nó liền gật đầu đồng ý ngay. Thế là tôi với thằng Nhân bàn bạc với nhau thực hiện một tour phượt từ Thái Nguyên tới Sầm Sơn vào cuối tuần. Tối đó tôi vừa từ nơi làm thêm trở về nhà. Trên đường đi tôi đã vô tình đụng phải một bà lão. Bà ấy cũng đã ngoài 60 rồi, mái tóc đã bạc trắng, khoác trên người bộ quần áo có chút xộc xệch. Để ý kỹ hơn, tôi mới thấy hình như bà ấy không thể nhìn thấy đường đi. Đôi con người nhăn nheo khép hờ lại, như đang nhìn chăm chăm về phía tôi. Liền rối rít xin lỗi rồi đưa tay đỡ bà lên. Sau đó nhanh chóng khom lưng nhặt lấy cây gậy dẫn đường trả lại cho bà. Dạ cháu xin lỗi. Xin lỗi bà nhiều lắm. Bà có sao không bà? Bà lão chậm rãi đứng lên, đôi tay nhăn nhiều gần guốc, phủi phủi phía sau lưng rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Dù bà ấy không có tròng mắt, nhưng tôi cứ có cảm giác rằng bà có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can tôi vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể mình. Cậu trai trẻ à, muốn đi du lịch đó, thì nên để tháng sau đi. Nghe qua lời bà nói, tôi liền giật mình. Sao bà ấy lại biết rằng tôi chuẩn bị có một chuyến du lịch? Cô nghĩ rằng tất cả chỉ là trùng hợp, tôi còn chưa biết nên nói gì. Thì bà ấy lại chậm rãi lấy ra từ túi áo một tấm bùa bình an màu vàng, nhét vào tay tôi mà nói rằng: cầm lấy đi, nhớ là đem theo bên mình đó. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy dù sao cũng chỉ là một lá bùa, chẳng có gì quan trọng, thôi thì cứ nhận vậy. Dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi xốc lại tinh thần rồi xin lỗi bà một lần nữa, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Lúc quay lưng sải được vài bước, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt vô tình của bà ấy còn đang dõi theo tôi tới tận cuối con đường. Về tới nhà thì trời cũng sập tối. Tôi để lá bùa vào trong áo khoác mà quên mất không lấy ra xem. Một tuần cứ vậy trôi qua. Đến ngày thứ bảy là ngày tôi quyết định sẽ xuất hành vào đêm khuya cho nó kịp giờ. Sáng hôm đó tôi cùng thằng Nhân kiểm tra lại máy móc xe xem có hư hại gì hay không để mà sửa chữa, đảm bảo xe cộ ngon lành, suôn sẻ trên suốt hành trình di chuyển. Đến 22 giờ đêm, chúng tôi xuất phát. Tôi và thằng Nhân cùng nhau chạy băng băng trên con đường vắng. Ban đầu còn có các xe lớn chở hàng chạy qua lại tấp nập, con đường cũng theo đó mà sáng sủa. Nhưng càng về khuya thì đoạn đường càng vắng vẻ, chỉ còn mỗi ánh đèn xe của chúng tôi sôi rọi xuống dưới mặt đường. Còn đang tăng tốc theo cho kịp thằng Nhân thì đột nhiên đập vào mắt tôi, phía trước cách vài thước là một con mèo hoang đang nằm giữa đường. Tôi có chút giật mình thắng xe lại. Vì bản tính yêu thương động vật, đặc biệt là chó mèo, tôi bước xuống bế nó đặt vào bên trong lề cho an toàn. Còn chưa kịp đứng thẳng người thì sau lưng tôi phát ra tiếng nói: làm gì đó? Tôi giật thót tim, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng trước mắt tôi chỉ là một đoạn đường vắng vẻ với hai hàng cây rậm rạp bị gió thổi mạnh làm cho nó đung đưa qua lại như đường nhảy múa.
Cơn gió thổi đến khiến cho tôi rợn người. Cố trấn tĩnh bản thân bằng cách hít một hơi thật sâu, tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, mà tiến về chiếc xe, định sẽ nhanh chóng rời đi cho kịp thằng bạn. Nhưng còn chưa kịp nổ máy lên thì lại có tiếng nói truyền đến phía sau lưng. Đi đâu đó? Tôi lại lạnh người khẽ trùng mình, nhanh chóng nổ máy, chạy đi một mạch mà chẳng dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút. Suốt quãng đường đó tôi không thể nào tập trung như trước được, trán đổ đầy mồ hôi. Dù thời tiết đang rất là lạnh, nhưng cơ thể của tôi vẫn ướt đẫm hết cả áo rồi. Đến đường ngã ba vào bãi sau, tôi và Nhân quyết định sẽ tấp vào lề để nghỉ ngơi một chút. Thằng Nhân lấy ra hai chai nước, tẩy qua tôi một chai. Nhưng vì mất tập trung cho nên tôi đánh rơi chai nước xuống đất, khiến cho nó lăn đi một đoạn dài. Tôi mệt mỏi bước tới nhặt lên. Thằng Nhân thấy vậy thì cười khẩy nói: Mày bị sao vậy? Có chai nước cũng làm rớt nữa. Tôi gượng cười định đáp lại nó thì từ đâu phát ra tiếng nói có một người phụ nữ gọi thẳng tên tôi: Nguyễn Minh. Theo bản năng tôi giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Trong màn đêm u tịch vì từng đợt gió thổi tới phát ra tiếng ù ù, tôi thấy ở phía bụi cây rậm rạp đằng xa là một đôi con ngươi trắng dạ của ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Hết sức kinh hãi mà té ngã chạy phía sau. Thằng Nhân thấy vậy liền gấp gáp bước tới đỡ tôi. Nó vừa cười vừa hỏi: Cái thằng này, mày nay bị sao vậy? Tôi lắc đầu nhìn nó, đứng lên phủi hết đất cát trên cơ thể rồi nhìn lại nơi bụi cây, nhưng chẳng còn nhìn thấy cặp mắt trắng dã đó đâu nữa. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, tôi uống ngụm nước cho tỉnh táo lại, cho cùng với thằng Nhân tiếp tục chuyến đi đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng vẫn còn khá vắng vẻ. Tôi mệt mỏi đem hành lý lên phòng, sau đó lập tức nằm dài trên chiếc giường to lớn. Đúng là khách sạn cao cấp, chất vải mịn như lụa của ra trải giường chạm vào da thịt, khiến cho cơn mệt mỏi trong tôi được giải tỏa đi. Cơn buồn ngủ cũng lập tức kéo đến, làm cho mí mắt của tôi sụp xuống nhanh chóng. Trong cơn mộng mị, tôi nhìn thấy bản thân đang ở một đoạn đường vắng, trông khá là quen mắt. Để ý kỹ hơn, thì chính là đoạn đường mà tôi gặp con mèo đen ở giữa đường. Xung quanh lúc này chẳng có lấy một bóng người. Ánh đèn đường màu vàng le lối, làm cho khung cảnh xung quanh âm u tới kỳ lạ. Nhưng dù là mơ, nhưng cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác ngột ngạt, sợ hãi đó. Xung quanh tôi lúc ấy như có ai lượn lờ trước mặt, nhưng rất huyền ảo, khó mà nhìn rõ được. Trong cơn mơ, tôi đứng bất động giữa đoạn đường vắng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì cũng chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp. Thì đột nhiên từ đâu lại xuất hiện ra khuôn mặt của một người phụ nữ trắng bệch áp sát vào mặt tôi. Trái tim lúc đó như chết đứng lại, đôi môi khô khốc bong tróc của cô ta mấp mé nối thỏ thẻ bên tai của tôi: Về đây, xuống đây đi. Tôi hoảng sợ tột độ ngồi bật lên, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Vì đột ngột tỉnh giấc nên đầu óc của tôi có hơi choáng váng. Nhớ tới gương mặt của người phụ nữ kia khiến cho tôi khẽ trùng mình. Cảm thấy bắt đầu ớn lạnh nên không dám chợp mắt nữa, đành rời giường lấy lại tinh thần. Nhưng vừa bước ra tới khách sạn thì tôi đã thấy thằng Nhân đứng ở đó từ bao giờ. Tôi lấy làm lạ liền hỏi nó: Ủa, sao mày lại đây? Thằng Nhân đang đứng quay lưng về phía tôi, dường như giọng nói của tôi đã làm cho nó giật mình.
từ trên tay thằng Nhân rơi xuống một vật gì đó. Tôi không nghĩ gì mà cười xòa, bước đến bên cạnh thằng Nhân, cúi lượm cái vật kia lên thì nhận ra đó là tấm bùa hôm trước mà bà lão kỳ lạ kia cho. Đột nhiên tôi cảm thấy khó hiểu, thằng Nhân tự nhiên lại lấy tấm bùa trong túi áo của tôi làm cái gì? Tôi còn đang khó hiểu thì nó đột nhiên cất tiếng giải thích. À, tao bị mất hộp quẹt cho nên chạy qua đây kiếm. Thấy mày đang ngủ cho nên không có dám làm phiền. Nghe nó nói vậy, tôi mới nhớ ra là có giữ hộp quẹt của nó, thì liền nhanh tay trả lại. Đây nè, mình lại hút thuốc sao? Nhân chỉ gật đầu không đáp, nhìn gương mặt bơ phờ của nó khiến cho tôi chỉ nghĩ là do nó đi đường xa nên mệt mỏi. Còn chưa kịp hỏi thăm thì nó đã lên tiếng, xoay người rời đi. Thôi, tao về phòng chuẩn bị lát, mày cũng nhanh lên đó. Nhân thúc giục tôi chuẩn bị nhanh để kịp giờ đi chơi, đi ăn uống, vì thời gian của hai đứa có hạn. Tôi mệt mỏi đáp lại, tao biết rồi, đợi tao lát đi, mày về phòng trước đi. Không để ý gì nhiều, tôi chỉ đành nhét tấm bùa vào lại trong túi áo, rồi nhanh chân bước vào trong phòng tắm mà không muốn suy nghĩ thêm. Thả mình dưới làn nước ấm khiến cho tâm trạng của tôi trấn tĩnh lại được không ít. Còn đang tranh thủ thư giãn một lúc thì từ bên ngoài cửa đột nhiên vọng tới tiếng bước chân. Tôi cứ ngỡ đó là thằng Nhân cho nên không để ý lắm. Một lát sau đó tôi mới bước ra, nhìn xuống dưới sàn toàn là dấu chân khiến cho tôi giật mình, kẻ trách thầm một tiếng. Cái thằng này sao dơ vậy? Qua đây làm dơ hết cả phòng mình. Vừa mới nói dứt câu, tôi liền sững người khi phát hiện ra dấu chân này là từ giường ngủ đi đến nhà tắm, không hề có dấu chân bước ra tới cửa chính. Tôi nghĩ đó là dấu chân của bản thân, nhưng thật ra thì không phải. Chân của tôi rất to, còn cái dấu chân này nó khá nhỏ, trông như là của nữ giới vậy. Tôi đặt bàn chân lên đo thử thì quả thật là không phải dấu chân của tôi. Lòng có chút hoang mang, tôi tiến tới gần xem xét. Ánh mắt vô tình va vào ban công bên ngoài, và tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía tôi. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi cất tiếng hỏi, ai đó? Vì cánh cửa ban công có một tấm rèm trắng, tôi sải bước chân thật nhanh tới kéo thẳng tấm rèm ra. Nhìn kỹ lại thì tuyệt nhiên chẳng có ai. Tôi thở hắt ra. Chắc là chạy xe mệt quá nên ảo giác thôi. Bản tính tôi trước nay chẳng hề tin trên đời này có chuyện ma quỷ, nên cứ như thể mà xem như không có gì xảy ra. Lật đật chuẩn bị quần áo rồi rời khỏi phòng. Tôi với thằng Nhân tìm một chỗ ăn sáng, rồi cùng nhau lượn vòng quanh Sầm Sơn mà không biết chán. Cảnh đẹp ở đây đúng thật là khiến cho người ta mê mẩn. Vì tôi và thằng Nhân đi không đúng vào những ngày nghỉ, nên hiện tại các khu du lịch khá là vắng vẻ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ được từng chi tiết nhỏ ở ngõ ngách Sầm Sơn, đặc biệt là cái mùi của biển làm cho tâm trí con người ta cảm thấy an yên lắm. Tôi và nó ghé qua một ngôi chùa khá có tiếng ở đây. Trong tổng thể nó là một nơi khá cổ kính và thiêng liêng. Mùi nhang khói xộc vào mũi ngay từng bước chân đầu tiên. Âm thanh của gió và tiếng chim hót rất yên bình, trót vào tai, khiến cho cảm giác thanh thản trong lòng tôi đã lâu lắm rồi mới có lại được. Sau khi cúng bái xong, tôi lê bước chân tới một băng ghế đá gần cây cổ thụ để ngồi nghỉ. Còn đang nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác này thì giọng nói của một sư thầy vang lên. Cậu trai trẻ, cậu đi du lịch sao? Tôi nghe nói giọng nói của thầy thì liền ngồi bật dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng đáp lời. Dạ, vâng thầy.
Sư thầy cầm một cây chổi dừa khá to quét xuống nền đất, gom gọn lá cây rơi rụng lại một chỗ. Ông chậm rãi nói: "Ôi, đã là tai ương á thì khó mà tránh được. Tôi chỉ khuyên cậu là nên cẩn thận, thật cẩn thận. Ngày giờ xuất hành đã xấu thì nên lựa chọn lại cho kỹ rồi hắn trở về." Dừng lại một hơi, ông lại nói tiếp: "Người thân với ta chưa chắc đã tốt, có duyên ắt sẽ tự giữ được." Sư thầy nói một tràng dài mà tôi quan mang không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Còn chưa kịp hỏi gì thêm thì ông ấy đã rời đi. Thằng Nhân lúc này cũng từ xa bước tới. Cả hai chào tạm biệt sư thầy rồi tiếp tục hành trình. Tôi và nó lại lượn lờ một vòng đến những nơi vắng vẻ của khu vực sầm sơn, tránh xa những chỗ phồn hoa tấp nập. Chạy được một đoạn khá xa, đến con đường dài thẳng tắp, hai bên là cánh rừng toàn bóng mát. Tôi với thằng Nhân dừng chân tấp chợ bên lề. Nó vứt cho tôi một chai nước rồi cất giọng hỏi: "Nè, bữa qua với nay á, mày gặp chuyện gì sao? Tao thấy mày cứ lạ lạ sao đó." Tôi ngửa cổ uống một hơi nước rồi mới chậm rãi đáp lại lời nó: "Cũng không có gì, chỉ là đêm qua gặp chút chuyện thôi." Nhân ngồi tựa lên yên xe, ánh mắt của nó nhìn xa xăm rồi gặn hỏi chuyện tôi. Nhưng vì đây là một chuyến đi phượt, tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng của thằng bạn, nên cũng chỉ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Đột nhiên thằng Nhân hứng thú nói: "Hè, đùa không?" Nó nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn sang con đường dài vắng vẻ. Phía xa xa còn lặt một con dốc cao. Bản tính phiêu lưu hiếu thắng của tôi trỗi dậy. Tôi cười rồi gật đầu đồng ý. Cả hai thằng đội nón bảo hiểm vào, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đua ngẫu hứng này đây. 1, 2, 3. Thằng Nhân vừa hô dứt câu thì cả hai liền lập tức tăng ga. Nhưng lạ thay, xe của tôi đột nhiên cứ bị trì lại phía sau. Nó nặng trịch như có một cục đá nặng nề đặt lên vậy. Tôi bực mình rồi lại tiếp tục tăng tốc, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tôi khó chịu chửi thề lên một tiếng. Mắt tôi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và thấy phía sau lưng mình lại là một người phụ nữ, tóc xõa dài, đang ngồi im thinh thích khiến cho tôi giật nảy mình. Tôi lập tức thắng xe lại, nhưng nó lại không hoạt động mà vẫn cứ tiếp tục tăng ga. Tôi có chút hoảng hốt mà mất tay lái, đâm thẳng vào trong lề, bị kéo đi một đoạn dài gần cả trăm thước. Lúc nãy cứ nhìn lại thì tôi mới hoảng hốt nhìn ra, thì ra chẳng có người phụ nữ nào cả. Thằng Nhân từ xa chạy tới, nó lo lắng hỏi tôi: "Ê nè, sao vậy mày?" Hơi thở dồn dập khiến cho lồng ngực cứ phập phồng. Thằng Nhân đợi tôi lấy lại bình tĩnh rồi liền dựng chiếc xe lên, xem xét đủ thứ thì mới thấy chiếc xe không bị làm sao, chỉ xước một miếng nhỏ thôi. "Hình như xe tao mất thắng mày ơi." Thằng Nhân nghe thấy vậy thì mới lên đề máy mà chạy thử. Nhưng lúc này thì cái xe lại hoàn toàn bình thường, không hề bị mất thắng như tôi nói. Nó cười cười chọc ghẹo tôi: "Xe mày chắc bị khùng rồi con." Tôi đánh mạnh vào vai thằng bạn rồi len lén đưa mắt nhìn xung quanh, thì chẳng nhìn thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân, tôi đinh ninh rằng chỉ là ảo giác thôi. Mặc dù lúc đó trong lòng có rạo rực một cảm giác bất an tới khó tả. Tôi và nó tiếp tục chạy một vòng rồi đảo về trung tâm thành phố. Lúc này trời cũng đã sập tối. Cả ngày ở bên ngoài trời nên tôi có chút mệt mỏi, cảm thấy đói bụng, liền tấp vào một quán ăn ở ngay sát bãi biển. Vừa bước chân vào quán
bà chủ đã nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt dò xét của bà ta khiến cho tôi có chút khó chịu. Nhân nhận lấy tờ thực đơn từ bà ấy để gọi món. Tôi thì đưa mắt nhìn ra bãi biển vắng vẻ ngoài kia. Tiếng sóng vỗ vào đá ầm ầm khiến cho tôi thích thú. Đưa tay mở nắp chai bia khiến cho nó vang lên một tiếng bốc bắt tai, càng làm máu ăn chơi trong người tôi nổi dậy. Quyết định đêm nay sẽ buông xỏa cho thỏa đáng, quên hết mọi chuyện xui xẻo từ hôm qua cho tới bây giờ. Tối đó, sau khi chè chén no say, cả hai thằng mặt đứa nào cũng đỏ bừng bừng lên. Nó nấc cục một tiếng rồi phất tay gọi bà chủ ra tính tiền. Ngay lúc đó tôi cũng đã say mềm, chẳng còn nhìn rõ trời trăng mây gió cái gì nữa. Sau khi thanh toán, vừa định ra về thì bà chủ tiến tới gọi tôi ra nói: "Nè, hai cậu say như vậy á, nên ngồi lại cho tỉnh táo rồi hẳn về." "Cảm ơn cô, tụi con tự về được sao đâu cô." Tôi vừa định xoay người đi thì bà ta liền ngăn lại. Tôi cảm thấy có chút khó chịu mà tránh sang một bên. Tôi cất giọng có chút gắt gỏng và lè nhè vì cơn say: "Có chuyện gì sao?" "Ấn đường của cậu có màu đen đó, rất là đậm. Nếu bây giờ mà trời đi, không cẩn thận là mất mạng như chơi đó." Lúc này tôi chịu đựng hết nổi rồi. Hôm qua tới giờ tôi toàn gặp những chuyện lạ kỳ, tinh thần bị áp lực không ít. Muốn quên đi nhưng cứ bị nhắc tới hoài, khiến cho tôi tức giận quát lại bà chủ quán: "Bà nói điên nói khùng cái gì vậy? Trên đời này làm gì có ma quỷ, chớ giận, tránh ra cho tôi vậy." Tôi với thằng Nhân sải bước ra tới cửa, đột nhiên nhớ lại là để quên chìa khóa xe trên bàn, cho nên tôi trở vào trong để lấy. Vừa cầm chìa khóa lên thì phía sau lưng tôi đã nghe thấy một tiếng trầm rất lớn, rồi tiếng la hét khiến cho tôi giật mình. Theo bản năng lập tức quay đầu lại nhìn, thì đập vào mắt tôi là chiếc xe bán tải cỡ lớn tông vào một chiếc xe con khác, kéo lê một đoạn đường dài. Và cả hai chiếc xe bây giờ đều bị lật ngang, xăng tràn ra ngoài, kính xe cũng bể văng tung tóe. Cả đám người chúng tôi ai cũng hoảng hốt tới tỉnh trụ ra. Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, chỉ riêng tôi là trầm hẳn lại. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân của mình hình như vừa tránh được một kiếp nạn lớn. Nếu như lúc nãy tôi không để quên chìa khóa thì có lẽ bây giờ người đang nằm thoi thóp ngoài kia không ai khác mà chính là tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới tận thắt lưng khiến tôi khẽ trùng mình lên. Bà chủ lúc này mới nhìn sang tôi mà nói: "Đó, tôi nói rồi, nhưng mai là mạng cậu lớn đó, lại có quý nhân phù trợ nên mới thoát được một kiếp nạn này đó." Nói xong, bà chủ sai người pha cho tôi và thằng Nhân hai ly nước giải rượu. Tôi đột nhiên cũng hiểu chuyện, tỉnh táo lên, ngồi thất thần nhìn ra phía đường lớn. Một đám người chen chúc khiến cho tôi chẳng thấy rõ được thứ gì. Và đột nhiên, len lỏi trong đám người kia, tôi lại nhìn thấy một người phụ nữ khoác trên người bộ váy trắng làm bằng vải liệm. Mái tóc đen dài ấy khiến cho tôi hoang mang. Tôi không tài nào nhìn thấy rõ mặt cô ta được. Còn đang ngây người ra sợ hãi thì bà chủ bước lại, bà nói: "Tốt nhất là cậu nên về nhà đi, đừng có ở lại đây nữa." Tôi nhìn lại bà ấy mà không đáp, lập tức quay lại nhìn về phía đám đông thì chẳng còn thấy cô gái kia đâu. Tôi mệt mỏi ngửa cổ ra phía sau, đưa tay xoa xoa thái dương. Chuyến đi lần này thật sự là quá kỳ dị. Sau khi uống hết ly trà giải rượu của bà chủ, tôi và thằng Nhân cũng rối rít cảm ơn lòng tốt của bà để quay trở về khách sạn. Vừa mở cửa bước vào trong phòng mình
Tôi liền cả kinh khi thấy đồ đạc bị vứt lung tung hết cả lên, chăn gối đều bị vứt sang một góc. Cơn thịnh nộ trong người tôi trỗi dậy. Với bản tính nóng nảy, tôi lập tức liên lạc với nhân viên khách sạn. Tầm chừng 5 phút sau thì có một anh nhân viên lễ tân cùng với nhân viên buồng phòng gõ cửa. Tôi lập tức cho họ vào trong xem xét. Tôi gắt lên: "Đây, hiện trường là y như vậy. Các người làm ăn kiểu gì mà có người đột nhập vô quậy phòng tôi như vậy chứ?" Nhân viên lễ tân có hơi bối rối, nhìn tôi bảo: "Thưa quý khách, chúng tôi rất tiếc về cái sự việc lần này. Anh vui lòng đợi chúng tôi kiểm tra lại camera xem sao nha." Thấy thái độ của nhân viên khá là thành ý nên cơn giận trong tôi cũng nguôi ngoai đi. Cùng với họ xuống lầu xem toàn bộ camera, anh nhân viên cẩn thận dò hỏi: "Dạ, anh rời khỏi khách sạn là lúc nào vậy ạ?" "Lúc sáng đó, tầm khoảng 8 giờ sáng." Ngay lúc đó, nhân viên tua lại thời gian trên file lưu trữ để xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tôi rời khỏi căn phòng thì nó trống vắng và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự đột nhập. Sau đó chừng 10 phút thì camera đột nhiên lại bị mất kết nối. Màn hình bỗng dưng trở nên lè nhè, phát ra cái âm thanh rè rè tới rợn người, rồi tắt hẳn đi. Lúc này tôi không thèm nói một lời nào, cũng bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của nhân viên lễ tân mà quay trở về phòng. Vừa mở cửa bước vô, nhìn xung quanh một lượt thì một cảm giác bực tức bị chèn ép dâng lên trong lòng. Ngay lúc này tôi đã chịu không được nữa, liền cáo gắt mà quát lên: "Mày lại, mày muốn cái gì ở tao?" Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại gan dạ đến như vậy. Cố kiềm nén lửa giận trong người, tôi dọn dẹp lại căn phòng một lượt. Vừa bước chân vào trong nhà tắm thì tôi lại giật mình khi thấy khăn tắm của mình bị dính máu, nhìn rất ghê gớm. Tôi bị giật mình không tự chủ được mà thét lên một tiếng. Mấy giây sau tôi mới hoàn hồn bình tĩnh nhìn lại thì thấy cái khăn tắm nó vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào của một vết dơ cả. Tinh thần tôi bắt đầu không vững chắc được nữa rồi. Nỗi hoang mang và sợ hãi đang lớn dần lên. Tôi cố nhớ lại tại sao bản thân lại gặp những chuyện phi lý như thế này. Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì tôi sực nhớ ra bà lão hôm nọ mà tôi vô tình đụng phải. Bà có đưa cho tôi một lá bùa. Có khi nào đó là nguyên nhân khiến cho tôi gặp những chuyện này hay không? Tôi tức tối chửi thề một câu: "Mẹ nó, chết mất rồi. Chuyện quá gì như thế này." Tôi mệt mỏi cởi bộ quần áo trên người xuống, nhìn vào tấm gương trong nhà tắm. Tôi mới phát hiện ra trên cổ và trước ngực của mình có dấu tay tím đỏ khá là đậm, như có ai đó đã siết chặt mà đu trên người tôi từ sáng tới giờ vậy. Nhưng nó lại không gây ra một cảm giác đau đớn hay khó chịu cái gì hết. Tôi hết sức khó hiểu, cứ nghĩ là vết dơ nên bắt đầu xả nước kỳ cọ rất là kỹ, rất là mạnh. Nhưng cái dấu tay đó chẳng hề phai đi một chút nào. Sau một hồi bất lực, tôi cũng đành bỏ cuộc, khoác đại chiếc áo ngủ rồi nằm xuống giường. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn làm cho tôi hơi chói mắt. Khẽ nhắm lại nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên bên tai tôi truyền đến một tiếng cười khanh khách kỳ dị. Theo phản xạ tôi lập tức mở mắt ra và lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ đang bám trên trần nhà như con thạch sùng. Mái tóc cô ta dài rủ rượi che khuất mặt đi. Đôi con người trắng giả nhìn chằm chằm vào tôi xuyên qua lớp tóc đó. Tôi chợt nhận ra đó là ánh mắt vào trạng sáng hôm nay. Tôi hoảng sợ ngồi bật dậy, hét lên một tiếng thất thanh. Lúc này thằng nhân ở phòng bên cũng lật đật chạy qua. Nó mở tung cửa hỏi tôi: "Nè, chuyện gì Minh?" Tôi cứng họng không nói được gì,
khi nhìn lại thì chẳng thấy cô ta đâu nữa. Cơn sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí của tôi. Hơi thở dồn dập khiến cho thằng Nhân có chút loạn. Nó nhanh chân trót cho tôi một ly nước ấm rồi khẽ hỏi lại một lần nữa. Nè, có chuyện gì? Sau khi uống một ngụm nước, cố hít thở lấy lại bình tĩnh, thì tôi mới quyết định sẽ kể hết những gì tôi gặp phải cho nó nghe. Ban đầu thằng Nhân ra vẻ không tin, nhưng thấy tôi hoảng sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu như thế kia, thì nó cũng chịu ậm ừ rồi thôi. Đêm hôm đó, tôi rủ thằng Nhân ở lại ngủ chung cho đỡ sợ. Nó cũng vui vẻ đồng ý. Hai thằng cũng chẳng còn tâm trí và sức lực để mà hàn huyên nữa, rửa trái qua loa rồi lên giường đi ngủ sớm. Bầu không khí yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe thấy được âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở của thằng Nhân. Đang nhắm mắt cố chìm sâu vào trong giấc ngủ, thì đột nhiên tôi cảm thấy tấm nệm bị trùng xuống như có ai đó nằm lên vậy. Nhưng lần này tôi không dám mở mắt ra, vẫn nằm im thinh thích như không có chuyện gì xảy ra hết. Đột nhiên, thằng Nhân nằm bên cạnh tôi, nó khẽ động đậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do nó trở mình vì khó ngủ thôi, nhưng càng ngày thì nó càng như vùng vẫy. Tôi giật mình ngồi dậy nhìn qua. Trên trán của thằng Nhân từng tầng mồ hôi chảy xuống ướt cả cổ. Mắt nó nhắm chặt không ngừng lắc cái đầu như đang gặp ác mộng vậy. Tôi ra sức lay nó tỉnh dậy nhưng vẫn không có kết quả gì. Liền liều mạng tát vào mặt nó một cái thật mạnh rồi quát lớn: Nhân! Lúc này nó mới bừng tỉnh, mở mắt trừng trừng mà nhìn tôi. Trong cái ánh sáng đèn ngủ lờ mờ, gương mặt thằng Nhân lúc đó kinh dị ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ. Hai mắt nó hằn lên tia máu đỏ ngầu, mặt mũi thì tái xanh. Nó ngồi bật dậy, trung trung nói: Có ai đẻ tao mày ơi? Ghê lắm, nó bóp cổ tao, nó không cho tao ở đây. Tôi hoang mang, lạnh hết cả sống lưng, đưa mắt nhìn xung quanh cho hỏi lại nó: Ai cơ? Thằng Nhân không trả lời mà chỉ lắc đầu lia lịa. Nó nhảy xuống giường như bay rồi thu dọn đồ đạc trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Tôi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó mất bình tĩnh tới như vậy. Kẻ liếc nhìn lên đồng hồ thì điểm đúng 3 giờ sáng. Tôi chạy lại giữ chặt lấy nó mà gằn giọng nói: Nè, mày từ từ đã, có cái gì từ từ nói, mày tính đi đâu vậy? Đi về. Nó trả lời tôi một cách hằn học. Lúc này tôi đã hết kiên nhẫn, nhanh tay bật sáng đèn lên, chỉ cái đồng hồ rồi nói tiếp: Nè, giờ này mày đòi về sao? Thằng Nhân lúc bấy giờ mới chịu khựng lại. Nó thở hắt ra rồi ngồi thụp xuống sàn. Nhìn mặt nó lấm tấm mồ hôi mà tôi cũng cảm thấy lo lây. Hồi lâu sau tôi tiếp tục hỏi: Mày thấy rồi đúng không? Nhân hơi sững người, ậm ừ một hồi lâu, nó mới dám kể cho tôi nghe hết tất cả những gì mà nó gặp trong giấc mơ. Theo như lời nó nói, thì trong giấc mơ nó nhìn thấy một khung cảnh của một con đường vắng vẻ và u tịch lắm. Thằng Nhân kể xong thì cũng bàng hoàng lắm. Hai đứa cứ ngồi thất thần như vậy gần một tiếng đồng hồ mà chẳng biết nói gì. Tôi với nó quyết định sẽ trở về ngay trong ngày và không dừng lại ở một địa điểm nào nữa. Chuyến phượt cũng đã xem như không trọn vẹn rồi. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời cũng đã rạng sáng. Tôi mệt mỏi trót ly nước ấm để trấn tĩnh lại bản thân, để mà còn trở về Thái Nguyên. Nghĩ ngợi một lúc sau, tôi mới nhận ra không thấy thằng Nhân đâu từ nãy tới giờ. Liền gấp gáp gọi: Nhân, mày đâu rồi?
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một bầu không gian yên tĩnh tới gai người. Lật đật chạy tới gõ cửa phòng tắm nhưng không thấy ai hết. Tôi áp tay vào cánh cửa mà ra sức gọi. Nhân à, mày có trong đó không? Đột nhiên bên tai tôi truyền đến thanh âm của nước chảy róc rách. Tim tôi như bị bóp nghẹn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Còn định xông cửa vào trong thì bất thình lình tôi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ. Không có. Tôi hoảng sợ tột độ, dây thần kinh như bị căng ra hết mức có thể. Không chịu đựng được mà đạp cửa tiến thẳng vào bên trong. Đập vào mắt tôi chính là thằng Nhân. Cơ thể của nó nằm sấp trong bồn tắm, thân thể nổi lên bền trên mặt nước, đầu như bị ai đó nhấn mạnh xuống đáy vậy. Tôi kinh hãi lập tức chạy tới lôi nó lên. Thằng Nhân vừa ra khỏi đã ho lên sặc sụa. Tôi lo lắng không thôi, vỗ lưng nó một hồi lâu thì mới dám cất tiếng hỏi. Nè, mày lại bị cái gì vậy Nhân? Bây giờ nó bình tĩnh lại được đôi chút. Giọng của nó trung lên nghe thấy rõ, lắp bắp lắm. Lúc nãy tao định đi tắm cho khỏe người, còn đang nằm á, thì đột nhiên ai đó kéo chân tao. Tao cảm nhận được rõ ràng là nó nắm đầu tao dìm xuống mẹ ơi. Lúc đó thằng Nhân mặt cắt không còn giọt máu. Nó kể tôi nghe mà chẳng dám chớp mắt lấy một lần. Toàn thân nó ướt như chuột lột, khiến cho tôi cũng bối rối. Nhanh tay lấy cái khăn tắm cho nó lau người để tránh bị nhiễm bệnh. Suốt cả một tiếng sau đó, cả người thằng Nhân cứ trung lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau nghe rõ lên thành tiếng. Tôi còn đang lo lắng, cứ như thế này thì làm sao trở về an toàn đây. Tinh thần lẫn thể xác đều bị vắt cạn kiệt sức lực không ít rồi. Đoạn đường dài như vậy, tôi chẳng biết còn thứ gì xui rủi đang chờ đợi chúng tôi đây. Đến 6 giờ sáng, tôi và Nhân kéo hành lý rời khỏi khách sạn. Chạy được một đoạn tới quán ăn thì dừng lại lót dạ. Cả hai đứa gương mặt phờ phạc thấy rõ đi. Tôi còn đang lây quay chuẩn bị đổ muỗng thì cô bé phục vụ bước tới. Nụ cười niềm nở khiến cho tôi nhớ tới tận bây giờ. Nhưng cũng một phần vì câu nói cô bé gái đó khiến tôi và thằng Nhân sởn gai người. Cho em hỏi anh chị dùng gì ạ? Tôi vừa định lật menu ra xem xét khỏi món thì chợt sững người lại. Cứ ngỡ là con bé nói đùa thôi, hoặc là quen miệng. Tôi ngẩng đầu hỏi. Chị nào em? Con bé khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi. Nhìn gương mặt của nó không có vẻ gì là trêu ghẹo hay bỡn cợt, khiến cho hai đứa tôi theo đó mà hoang mang. Dạ, thì lúc nãy em thấy anh xuống xe cùng với một chị mà. Chế không phải vừa đi vô hướng nhà vệ sinh sao ạ? Lúc này tôi mới thật sự sợ. Tôi cứ nghĩ là khách sạn của tôi ở có vấn đề. Nhưng không ngờ cái vấn đề nan giải ấy nằm ở chỗ tôi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì con bé bên cạnh đang lau dọn bàn ghế cũng khẽ bước chân tới nói đỡ. Xin lỗi hai anh, con bé nhà em nó nhìn nhầm đó. Hai anh dùng gì cứ từ từ xem rồi gọi món nha. Nói xong, liền nắm tay cô bé kia đi vào trong. Trước sự ngỡ ngàng của tôi và thằng Nhân, tâm trạng ăn uống cũng biến đi đâu mất. Tôi thất thần gọi đại một món cho có lệ, mà cũng chẳng ăn được mấy đũa. Mệt mỏi cộng thêm với sự hoang mang khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm việc gì sau đó. Trước khi rời quán, bà chủ quán tầm tuổi trung niên mới bước đến nói nhỏ với tôi. Con bé nhà tôi á, nó có mắt âm dương. Nó nói cậu bị dông theo rồi. Nè, đi đường nên cẩn thận nha. Nghe qua lời bà ta, ban đầu tôi không tin.
Nhưng nghĩ lại những việc vô lý từ hôm qua thì tôi đủ hiểu. Tôi không muốn trốn tránh hiện thực, chỉ khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt bà ấy thôi. Mang theo tâm trạng nặng nề trở về Thái Nguyên, suốt quãng đường đi tôi liên tục cảm giác như có ai đó khều vào cổ và vai của tôi. Luồng hơi lạnh thổi thẳng vào tai, khiến cho tôi ớn lạnh, xém mất lái đi vài lần. Chạy tới một đoạn đường vắng, lúc này tôi đang xuống dốc, đường khá nhiều ổ gà, nên tôi càng cố gắng tập trung cao độ hơn. Thì đột nhiên từ góc khuất có một con mèo đen chạy thẳng ra. Tôi giật mình lập tức thắng xe lại, nhưng nó tiếp tục không hoạt động. Vì né con mèo, tôi loạn choạng đánh tay lái sang bên lề, đâm thẳng vào cây cột đá. Cũng may lúc đó chẳng có xe cộ nào qua lại, chứ nếu không có lẽ tôi bỏ mạng rồi. Vì tay lái của tôi không phải dạng kém cỏi và đã trải qua nhiều lần phượt xuyên Việt, nên lần này chẳng có ảnh hưởng gì mấy. Tôi xốc lại tinh thần rồi tiếp tục chạy đi, chỉ mong nhanh chóng trở về nhà thôi. Chạy tiếp được một đoạn hơn 2 cây số thì tôi thấy thằng Nhân đột nhiên chạy chậm lại. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an, rồi nhanh chóng tăng ga chạy đến. Chưa kịp đuổi tới thì đột nhiên tay lái của thằng Nhân rung lắc cực mạnh, giống như có ai đang nắm lấy cổ xe mà giật qua giật lại. Tôi chỉ kịp nghe nó la lên một tiếng rồi lập tức ngã xuống mặt đường. Nó bị kéo lê một đoạn khá dài. Tôi giật mình lập tức chạy tới. Chân của thằng Nhân bị rách một mảnh khá to, chảy đầy máu, lộ ra cả một mảng thịt nhầy nhụa. Đất cát dính đầy khiến cho cơn đau trát tăng cao, càng làm nó kêu la thảm thiết hơn. Mặt nó cũng bị xước một đường dài đến trướng máu ra. Tôi không nghĩ thêm được gì, lập tức mở cốp xe, lấy bộ dụng cụ y tế trước nay đều chuẩn bị sẵn. Hai bên đường cũng có người dân, họ lập tức chạy sang giúp đỡ rất nhiệt tình. Ngay lúc này, tôi cảm thấy mình thật may mắn và ấm lòng trước sự thương người và giúp đỡ của họ. Một người đàn ông tầm hơn 40 chạy sang đỡ lấy thằng Nhân vào trong nhà, tận tình rót nước rồi sát trùng vết thương. Sau khi ổn định hết mọi việc thì tôi mới có cơ hội để cảm ơn ông. Ông chú đó khẽ cất cái giọng khàn khàn đặc trưng: "Nè, chạy xe làm sao mà đẩy té như vậy? Thanh niên các cậu đúng là ẩu tả mà." Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ đành im lặng mà cười trừ. Còn đang mơ hồ thì người phụ nữ bên cạnh, dường như là vợ của chú ấy, nói: "Đâu có đâu, tôi thấy nó chạy chậm lắm mà. Không hiểu bị cái gì mà tự dưng cái cổ xe của nó lắc mạnh vậy. Nên tìm chỗ sửa xe cho kỹ đi, cho hẳn đi tiếp nha con." Nghe thấy vậy, ông chú tiến ra chỗ phía chiếc xe của thằng Nhân. Ông đứng nhìn qua nhìn lại một lượt, xem xét kỹ lưỡng hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: "Ủa, xe đâu có bị cái gì, phụ tùng vẫn còn đủ mà. Giờ có vẻ như vừa thay mới mà phải không?" Tôi nghe thấy vậy thì lấy làm khâm phục. Đúng là người từng trải, nhìn sơ qua đã biết rồi. Tôi cũng tiến tới gật đầu đáp lại ông: "Dạ đúng rồi, xe của tụi con á, kiểm tra qua rất là kỹ trước khi đi chơi đó." Ông chú chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mũ, tay rót tách trà rồi lại châm điếu thuốc mà nói: "Vậy là coi chừng bị dính tới tâm linh rồi đó. Tao nghe kể mấy cái vụ này miết." Tôi sững người đi trong giây lát. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi cảm nhận được ông chú này là người rất đáng tin cậy. Tôi mới khẽ ngồi xuống kể hết mọi sự tình cho ông nghe. Vừa kể vừa nhìn vào cái đầu thuốc đang cháy đỏ, khiến cho tôi cũng muốn thử. Tôi muốn giải tỏa mọi điều mệt mỏi suốt từ hôm qua tới nay. Ông chú đó khẽ nhìn tôi như hiểu ý, liền lấy ra từ trong túi một điếu thuốc lá mà đưa sang nói: "Đây nè, mệt thanh niên tụi bay quá." Tôi có chút ngỡ ngàng. Sống ở thành thị bao lâu nay, tôi cũng dần quên mất đi cái tình người vốn có nó như thế nào. Tôi cười cười nói: "Dạ thôi, không cần đâu ạ."
Mệt mày quá, cầm lấy đi. Nói dứt câu, ông liền quay sang vợ mà nói như ra lệnh. Bà ơi, gọi điện cho bà Tú, nói là có người cần bà giúp nè. Vợ ông lúc này đang ngồi lặt trao trong nhà, nghe thấy vậy thì cũng ậm ừ mà lấy điện thoại ra gọi điện theo ý của ông. Tôi ngẩn người khó hiểu, cất giọng hỏi: "Ờ, có việc gì chú?" Ông ấy đưa điếu thuốc lên hít một hơi, rồi nhả ra một làn khói mỏng với mùi thuốc lá đặc trưng. Ánh mắt nhìn xa xăm lắm. "Tao là tao nghi mày bị duyên âm rồi. Từ lúc mày bước vô đây, tao đã thấy có cái gì đó nó sai lắm, nên mới nhờ một bà thầy cao tay ấn giúp cho. Chứ bây giờ cứ như vậy thì mày còn lâu mới về tới được nhà, có khi chết giữa đường không hay được." Nghe xong, tôi khẽ trùng mình, lắp bắp hỏi: "Thật vậy sao ạ? Vậy bây giờ con phải làm sao ạ?" Ông chú đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, ngón tay khẽ gõ lên miệng ly. Điệu bộ của ông ấy thảnh thơi đến lạ kỳ. Nhìn tổng thể thì tôi còn thầm nghĩ, khi còn trẻ ắt hẳn ông ấy rất phong lưu, đào hoa, lại giỏi giang. "Làm sao tao biết được, mày cứ ngồi đây đợi đi." Nghe thấy vậy tôi cũng đành im lặng. Chờ đợi tầm một tiếng thì người phụ nữ kia cũng xuất hiện. Ông chú đó khẽ lên tiếng gọi: "Ơi bà Tú, đây nè, giúp cái thằng ranh con này, tôi thấy hình như nó bị duyên âm theo đó." Người phụ nữ này theo tôi đoán tầm ngoài 50 tuổi. Bà ăn mặc khá giản dị, trên tay đeo một chiếc vòng ngà voi bóng loáng, tay kia còn có chuỗi tràng hạt nâu. Bà bước đến nhìn tôi một lượt, rồi cất giọng trầm cặn: "Đó, nó đó chứ còn gì nữa. Ấn đường có màu đen đậm như vậy mà." Tôi nghe lời bà nói thì càng nặng lòng hơn. Cơn sợ hãi bắt đầu lấn át cả tâm trí. Cố giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể, tôi hỏi: "Nếu là cháu bị thì sao thằng bạn của cháu cũng gặp nhiều việc xui xẻo như vậy ạ?" Ánh mắt của bà kẻ liếc nhìn sang thằng nhân, rồi chậm rãi ngồi xuống. "Không sao đâu, duyên này cũng không phải to tát cái gì lắm. Nó chỉ muốn lấy mạng một trong hai đứa bay về làm chồng thôi. Vô trong đi, ta xem qua một lượt thì mới rõ được." Tôi gật đầu bước lủi thủi theo bà. Tâm trí lúc đó hoảng loạn lắm rồi. Chẳng biết là tôi đang gặp phải chuyện gì, liệu nó có cướp đi mạng sống của tôi hay không. Vì thực sự mà nói, tôi sợ chết lắm, nhất là ở cái tuổi thanh xuân như thế này. Tôi nghĩ tới những lần gặp tai nạn mà tôi gặp phải, nghiêm trọng có, đau đớn cũng có, nhưng tần suất tôi gặp người âm dường như càng ngày càng nhiều hơn. Đi đến một căn nhà sàn khá nhỏ, đồ đạc ngăn nắp, nhưng cũng không có gì nhiều. Tôi nhìn thấy những chén trường minh đăng được bà Tú thắp sáng bao quanh căn nhà. Bà hì hục lục lội tìm cái gì đó trong đống đồ lỉnh kỉnh ở trong cái rương gỗ. Rồi bà ôm ra một cái hũ sứ nhỏ được nút đỏ kỹ càng. Bà quay lại nhìn tôi với thằng Nhân, cất tiếng nói: "Tụi bay ngồi xuống trước cái bàn kia cho ta nhanh lên." Tôi luống cuống kéo thằng Nhân ngồi xuống. Ngay lúc đó, dường như tôi đã nhìn thấy được trong mắt thằng Nhân có cái gì đó rất buồn. "Tụi mày khiêng giùm tao cái bàn này, nhích qua một bên đó chút đi." Tôi đứng phắt dậy, thấy thằng Nhân cứ ngồi lì ở đó. Chắc là nó đang hoảng loạn, cho nên tôi chẳng than phiền đi bê bàn một mình. Cứ nghĩ bà Tú sẽ xếp hoa quả bánh kẹo lọc hoảng trên bàn như tôi vẫn thường hay thấy. Nhưng không, bà để một chậu đồng lên trên mặt bàn. Trên tay bà cầm siêu nước đang bốc khói nghi ngút mà chốc xuống. Sáu nén nhang được cắm vào bát gạo trước mặt, khiến cho tôi cứ lần lần thả lỏng cơ thể uống theo những làn khói mỏng kia. Thế rồi vụt một tiếng, cây trôi được đính hạt cườm ở đuôi,
trên tay bà Tú nhanh như cắt giáng xuống người tôi và thằng Nhân. Bà làm gì vậy ạ? Còn chưa hiểu rõ được đây là chuyện gì thì bà Tú lại ngậm cái thứ nước gì đó phun vào đầu hai đứa chúng tôi, cây roi tiếp tục lại giáng xuống. Tôi cáu bẳn trước hành động kỳ quặc, tay tôi giơ vào cổ tay của bà kéo sát lại mà gạt lên. Bà ơi, chúng tôi cần bà giúp, chứ không phải mấy cái trò lừa đảo câu khách của bà. Tôi sẽ chẳng bỏ ra một cắt bạc nào cho bà đâu. Mặt đối mặt khiến cho mắt của tôi và bà Tú bắt gặp nhau. Ở khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận được khí thế của bà rõ mồn một. Bà đang khinh thường tôi. Thôi đi Minh. Thằng Nhân lôi lôi tôi ra, rồi liên tục dập đầu dưới chân bà Tú. Thưa bà, nếu bà thật sự tài giỏi, hãy cứu độ cho chúng con qua kiếp này. Cái phàm trần mạo muội như chúng con không thể tự cứu lấy mình được, mong thầy cứu giúp. Thật sự tôi đã bị bất ngờ. Tôi bất ngờ trước thái độ của thằng bạn suốt mười mấy năm qua của mình. Nó chẳng bao giờ cúi đầu trước ai cả. Thế mà bây giờ vì hà cớ gì mà lại sợ hãi e dè bà Tú như vậy. Thôi đi Nhân, tao với mày có khi bị lừa rồi, đi về. Chưa dứt lời thì một cái tát đau điếng lướt qua mặt tôi. Trong ngỡ ngàng, thằng Nhân cọc cằn túm lấy cổ áo tôi mà quát lên. Mày quên là tao với mày đứng trên bờ sinh tử bao nhiêu lần rồi sao? Tao không chịu nữa rồi. Mày không hiểu được cái đáng sợ của nó đâu. Mày không hiểu được nó nguy hiểm tới cỡ nào đâu Minh à. Tôi tuyệt nhiên câm nín đi. Tay thằng Nhân trung trung lên vạt áo của tôi. Đầu nó mất kiểm soát tì vào người tôi. Cơ thể bỗng chốc trung lên. Thằng Nhân nó đang khóc. Chuyện quái gì đang xảy ra với nó như thế này? Nói rõ nguyên nhân ra, nếu không ta cũng chịu thôi. Bà Tú nói với điệu bộ lạnh nhạt, khiến máu trong người tôi lại chẳng kiểm soát được. Nói cái gì? Bà có bị điên hay không? Giúp được thì giúp, còn không thì đừng có nói dớ dẫn nữa. Cô ơi, con lại cô. Thằng Nhân quỳ sụp xuống chân bà Tú, hai tay nó chắp lại, giọng trung lên như tiếng khóc. Lại con, tất cả là lỗi của con. Là con, dòng nữ kia là theo con chứ không phải theo thằng Minh. Xin cô cứu con với cô ơi, con không thể chịu thêm được nữa rồi. Hai hàng lông mày của tôi cau lại. Đúng vậy, tôi vốn chưa thể hiểu nổi những lời thằng Nhân nói. Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi lòng dạ con người đáng sợ tới mức nào. Mày nhìn vào gương thử coi, tới bây giờ mày vẫn chưa nhận ra được mày với nó giống nhau như thế nào sao? Nghe bà Tú gắt lên, tôi cũng thoáng chốc mất tự chủ, nhìn vào tấm gương treo tường của nhà bà. Phải rồi, từ lúc nào mà thằng Nhân lại thay đổi kiểu tóc, ăn mặc giống hệt như tôi như vậy? Từ bao giờ mà tôi với nó lại cứ như hai cái bản sao như thế kia? Là sao? Tôi nghi hoặc nhìn thằng Nhân hỏi. Xin lỗi, là tao không thể chịu nổi nữa rồi. Tao xin lỗi. Thằng Nhân nấc lên từng cơn mà đáp. Tôi không thể biết rõ tình hình ngay hiện tại, nhưng trong lời nói của nó, tôi dám chắc là thằng Nhân đã làm điều gì có lỗi với tôi. Cây roi của bà Tú vụt vào bắp chân, khiến cho tôi khuỵu xuống manh chiếu. Bà quất liên tục vào lưng, vào bắp tay, vào bụng của tôi, vừa quất vừa gằn nhẹ với tâm thái không cảm xúc. Mày còn chưa tỉnh ra sao? Nó đã lừa mày, nó đã hại mày đó cái thằng ngu này. Nhát roi cuối cùng giáng xuống thật mạnh. Cơ thể tôi co trúc lên, cảm giác đau đớn miên man ra khắp người rồi biến mất hẳn đi. Ngay lập tức, bà Tú cầm lấy bàn tay tôi, lôi dậy, nhúng thẳng xuống cái thau nước nóng bà vừa đổ ra. Tôi tính hét lên,
nhưng thật kỳ lạ là nó không hề đau. Tôi lơ mơ như đang ở trong một giấc mộng. Bà Tú đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn thằng Nhân. Nó cũng chẳng phản kháng gì mà đứng dậy nhúng tay vào trong thau nước. Tôi bất chợt gào lên khi cảm nhận được sức nóng rát phủ lên bàn tay của mình. Thằng Nhân rút tay của nó ra thì tay tôi mới đỡ đi được cái cảm giác đó. Dường như đầu tôi cũng lơ mơ hiểu được rồi. Tao không chịu nổi nó nữa, cho nên đã... Mày làm cái gì hả Nhân? Tôi nghẹn giọng lại. Thằng Nhân đưa tay lên dày dày sống mũi. Do tao với mày tuổi bằng nhau nên rất là hợp. Chưa kể tao với mày còn hay ở chung, nên cái dương khí của tụi mình rất là xung nhau. Vậy nên... Nhân ngập ngừng không nói tiếp. Nó cứ nhìn thẳng xuống nền đất mà không ngước lên. Vậy nên nó mới tìm cách để cho cái vong nữ kia ám mày mà tha cho nó đó. Bà Tú tiếp lời. Tôi chết điếng đi khi biết người mình tin tưởng nhất lại có thể đâm sau lưng mình một nhát đau đến như vậy. Suốt mấy năm trời đằng đẵng, tôi xem nó như anh em ruột thịt trong nhà mà đối đãi. Tôi đã từng nghĩ nó cũng như vậy với tôi, nhưng nào ngờ được sự thật lại phũ phàng đến thế. Biết nguyên nhân của sự việc thì tôi cũng ngoan ngoãn để cho bà Tú muốn làm cái gì thì làm. Hai thằng chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng ai có thể thốt ra được câu nào. Bà Liên mồm hát những câu hát kỳ lạ, tay bà trung cái chuông đồng trong tay. Mỗi một tiếng chuông vang lên, cơ thể tôi lại bị đau rát đến đó. Bà Tú nhìn thấy, nhanh tay quăng hai cái trứng gà vào trong thau nước nóng. Thấy một quả chìm xuống đáy thau, bà chẹp miệng, bẻ đôi một que nhang dúi vào cái bát gạo. Sao lại muốn lôi kéo người sống? Không có tiếng hồi âm, dường như bà ấy đã bị bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Bà quát lên một tiếng nữa. Tại sao lại muốn hại hai người này? Lần này có tiếng gió rít. Tấm gương treo trên tường vỡ xoảng ra một cái. Bát hương nổi lửa cháy lên bập bùng. Ánh lửa trội thẳng vào mặt bà Tú, đủ để cho tôi thấy bà ấy đang bất ngờ, có chút gì đó còn tức giận. Đỡ thằng kia đi, nhìn cái gì? Tôi giật mình khi bà nhìn tôi gắt lên. Lập tức thì thằng Nhân đổ gục xuống chiếu. Tôi hốt hoảng đỡ nó rồi lay nó dậy, nhưng không có tác dụng. Có tiếng chân chạy từ bên ngoài vô. Tôi ngoái ra sau nhìn thì thấy ông chú đã giúp đỡ hai đứa tôi, cũng là người giới thiệu bà Tú cho chúng tôi. Ông liếc nhìn tôi, rồi nhìn bát gạo cắm bó hương đang bốc cháy, nhiều mắt nhìn bà Tú hỏi. Có chuyện gì rồi vậy sao cô? Bà Tú chậm chậm nâng cái bát rượu bên cạnh cho lên miệng uống một hơi, rồi mới tự tốn nói. Dòng này không phải dạng vừa đâu. Chưa kể cái thằng nhãi kia, còn chưa kể hết sự thật, thì làm sao tôi giúp được? Cái vụ này không đơn giản rồi. Nếu đã muốn mở đường cho tụi nó, thì tôi nghĩ ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi là vừa. Ông Quyết à? Ông Quyết đăm đăm nhìn tôi. Thoáng chốc tôi lại thấy ngại ngùng. Tôi nghĩ ai lại bất chấp để đi giúp đỡ một kẻ không quen biết như vậy. Miệng tôi mấp máy như đang muốn thốt lên một câu từ bỏ, nhưng ông Quyết nhanh hơn tôi một bước. Sẽ chẳng có ai thèm liều mạng giúp mình đâu. Mày đang nghĩ như vậy phải không thằng nhỏ? Tôi ngập ngừng không đáp. Tiếng lòng của tôi mà hai người này cũng đọc ra được. Rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào đây? Người bình thường thì đúng là không ai thèm giúp tụi bay đâu. Thế nhưng mà cách mệnh làm việc âm trận như ta đó, thì nhúng vào rồi thì không rút ra được. Đành chịu thôi. Ai bảo lúc đầu giúp bọn bay làm chi?
Tim tôi như quặn lại. Trời ơi, sao người này có thể sống chí khí, tình cảm tới như vậy? Ở cái thành phố tấp nập mà tôi sống, chẳng bao giờ có thể cảm nhận được cái tình cảm ấm áp an toàn như thế này. Khóe mắt tôi cay xè, đầu cúi xuống như ngụ ý cảm ơn. Cô Tú nhìn nè. Ông Quyết chỉ vào cái thau nước. Một quả trứng vẫn còn nổi, còn một quả bị chìm thì đã vỡ toang ra từ bao giờ. Bà Tú bình thản cầm cái quạt lông vũ ra. Bà phe phẩy trước mặt, rồi nhìn vào bát nhang đang cháy. Tức thì ngọn lửa tắt liệm đi. Xem ra cái thằng nhãi này bị dông nữ bắt đi rồi. Chẳng phải bà nói nó đã gán dông lên người con rồi hay sao? Thế sao nó lại bị người đó bắt? Thằng nhãi này tai nghề còn non kém lắm. Một vài mẹo nhỏ của nó chỉ đánh lừa được cái dông nữ phần nào thôi. Chắc vừa rồi chúng ta nói chuyện nó nghe thấy, cho nên mới bắt thằng Nhân đi. Bà Tú uống tiếp một ngụm rượu rồi lại nói: Tụi bay may mắn, nhưng lại có phần xui xẻo rồi đó. Dạ xui xẻo sao ạ? Mong bà nói rõ cho con hiểu. Bà Tú phải cái quạt yểu điệu một cách đầy mê hoặc. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lúc đó bà Tú trông thật là đẹp. May mắn là hai đứa bay gặp được ta, nhưng xui xẻo là sai thời điểm. Thấy tôi nhăn mày không hiểu, bà lại giải thích: trong năm được chia ra làm nhiều đợt vận hạn. Những người hành pháp như ta đó cũng như một cỗ máy thôi. Vào một thời gian thích hợp thì cỗ máy sẽ hết dầu nhất mà thay đi mới sử dụng được. Ta cũng vậy. Vào mỗi kỳ, khả năng thấy người âm của ta sẽ bị hạn chế đi. Nói cho dễ hiểu thì như một chiếc cửa sổ bị kéo rèm lại vậy, không thể nhìn thấy được thứ ở bên ngoài. Sức ta cũng có giới hạn rồi, thế nên khả năng phục hồi năng lực cũng rất là chậm. Đó là cái xui xẻo nhất của tụi bay. Niềm hy vọng của tôi đã bị lung lay. Ông Quyết vỗ vai tôi một cái, thở dài, rồi quay sang quỳ gối trước bà Tú. Ông nói: Cô Tú à, chi bằng cô cứ khai nhãn cho tôi đi. Dù gì tôi cũng có thể làm đôi mắt cho cô ứng chiến được. Không được. Bà Tú đứng phắt dậy. Cái quạt lông vũ trên tay bà rơi xuống đất, khiến cho một vài miếng ngọc trên đó cũng rơi ra. Mắt của ông vốn không thể khai nhãn được nữa rồi. Điều đó ông nên hiểu rõ. Đừng có liều cái mạng già đó nữa. Bà thở hắt ra một hơi, rồi giọng nhẹ xuống: Thôi đi ăn uống cái gì đã, tôi đói lắm rồi. Bà quay lưng đi. Những từ ngữ vô nghĩa ấy cứ quanh quẩn lấy tôi. Nhìn thấy ma, mắt âm dương. Đầu tôi chợt lóe sáng lên. Tôi thốt lên: Tôi biết rồi. Con biết có ai có mắt âm dương rồi đó. Bà Tú và ông Quyết quay lại nhìn tôi. Tôi nhanh chóng đáp luôn: Dạ, ở cái quán dưới đường bên kia có một cô bé có thể nhìn thấy được ma. Để con đi nhờ nó giúp. Từ từ đã, bình tĩnh đi. Mày đang kích động rồi kìa. Bà Tú gằn giọng, rồi chậm rãi cẩn thận dò hỏi: Ai? Cậu nói ai có mắt âm dương? Tôi trung trung cố gắng nhớ lại câu chuyện lúc đó, rồi miệng lắp bắp kể: Dạ, lúc con ghé cái quán ăn á, có một con bé có hành động kỳ lạ lắm. Nó bảo là nó thấy có người phụ nữ đi theo con. Lát chở tôi tới đó. Tao muốn xem thử con bé mà cậu nói á, có mắt âm dương như thế nào đã. Thế là tôi gật đầu lia lịa. Ông Quyết giúp tôi đặt thằng Nhân vào giường nhà bà Tú. Bà dặn tôi phải lấy dây trói nó lại. Tôi không biết bà ấy định làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Tôi và bà chẳng kịp ăn uống gì mà lên đường đi ngay.
Do chở bà Tú nên tôi không dám đi nhanh. Thi thoảng tôi nhìn vào cái gương chiếu hậu. Kể ra mà nói, bà Tú hồi trẻ chắc cũng là một quý cô. Khí chất của bà ấy tựa như các bậc tướng quân. Dung mạo thì lại xinh đẹp tới nỗi dù tuổi già cũng không che giấu đi được. Nhìn cái gì? Cậu thanh niên trẻ dạ mà cũng để ý tới cả người già như ta sao? Bà Tú nhìn thẳng vào gương, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi ở đó, khiến cho tôi giật mình đánh mắt đi. Lái xe được một lúc thì cũng tới cái quán hồi sáng. Tôi dừng xe rồi đỡ bà xuống, vào quán gọi hai bát phở bò tái. Quả như dự đoán, con bé kia lại mang đồ ăn ra cho chúng tôi. Có vẻ con bé không nhận ra tôi nên vẫn niềm nở hỏi han. Đặt bát phở trước mặt bà Tú, bà ấy ghé sát thì thầm vài câu vào tai con nhóc. Những thứ mà con nhìn thấy thật đáng sợ ha. Con bé co trục người lại, bà Tú vẫn cười nhẹ phe phẩy cái quạt. Nhưng con bé đứng chôn chân ở đó. Bà Tú đặt chiếc quạt xuống bàn, bắt đầu tự tốn ăn. Con bé kia lắp bắp nhìn người đàn bà thanh lịch trước mặt của nó mà hỏi nhỏ. Bà cũng thấy sao? Bà Tú mỉm cười, lấy giấy chấm nhẹ qua miệng. Bà nhìn con bé nói. Kìa, ở đó có mà, phải không? Bà đánh mắt sang chiếc ô tô bên đường. Như theo một thói quen, tôi cũng liếc theo, nhưng không thấy gì hết. Con bé kia gật đầu e ngại nhìn bà. Lam à, mang đồ ăn cho khách nè. Tiếng bà chủ gọi khiến cho con bé giật mình quay lưng đi vô. Đợi cho nó đi khỏi, tôi mới dám hỏi. Ừ, sao bảo bà không nhìn thấy được thứ đó trong thời gian này mà? Bà húp một muỗng nước lèo, rồi đưa giấy lên chấm miệng nói. Đúng là ta không nhìn thấy. Ta để ý thấy con bé cứ nhìn chăm chăm sang bên đó mấy lần rồi. Ta đoán chắc không phải thứ bình thường nên mới dám nói như vậy đó. Quả thực là tôi được một phen khâm phục bà. Chỉ cần nhìn qua cử chỉ ánh mắt của người khác mà đọc được nội tâm của người ta thì quả là quá lợi hại rồi. Dùng bữa xong, tôi đang phân vân vô cùng, không biết phải ngỏ lời với cô bé kia như thế nào, thì bà đứng phắt dậy đi vào trong gian bếp. Thấy vậy tôi cũng bước đi theo. Thấy bà Tú trả tiền, tôi nhanh tay định cản lại để cho tôi trả. Thế nhưng bà dường như có mục đích của mình nên tôi không tiện xen vô. Bà đưa xong thì một mạch dứt khoát bước ra khỏi quán. Tôi thắc mắc đuổi theo. Đã tuổi này rồi mà bà vẫn nhanh nhẹn lắm. Bước sang quán nước bên cạnh ngồi xuống. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi bà. Bà làm sao vậy? Không ngỏ lời thì làm sao mà chúng ta nhờ được? Không ngờ bà Tú cười bình thản như không. Bà đáp một câu. Từ trước tới giờ đó, chỉ có người khác nhờ giả ta thôi, chứ ta chưa bao giờ phải nhờ ai hết. Chưa hiểu gì thì thấy bỗng nhiên bà chủ quán ăn vừa nãy trảo bước tới. Bà ấy cúi xuống nói nhỏ với bà Tú. Bà ơi, xin bà hãy giúp con bé nhà tôi với. Bà Tú nghe xong thì đứng lên, đặt tiền lên sập bán rồi đi theo bà chủ. Sang bên quán nãy đi sâu vào bên trong, tôi thấy con bé Lam đang đứng ở một góc. Nó chỉ vào bà Tú nói. Mẹ ơi, mẹ hỏi bà ấy coi, rõ ràng bà ấy cũng thấy mà. Nhưng tại sao bà ấy lại không sợ chứ? Con cũng muốn như vậy á. Bà chủ đau khổ nhìn con gái mình. Bà nhẹ nhàng nói với bà Tú. Thực tình cả nhà chúng tôi chẳng ai có cái khả năng khác thường như vậy hết. Thế mà có mỗi đứa con, từ khi nó biết nói thì nó cứ như thế này rồi. Bà Tú nhìn con bé Lam nghiêm giọng hỏi. Con có muốn mình được giống như ta hay không? Những thứ con nhìn thấy không phải là khả năng dị biệt, mà là con đặc biệt. Ở chỗ ta có rất nhiều người có khả năng đó. Vốn dĩ con là người gánh trách nhiệm cao cả lắm đó con gái à.
Bà chủ nghi hoặc nhìn sang bà Tú. Vậy cô là... Tôi là thầy Đồng. Tôi luôn đi kiếm một đứa nào đó, truyền lại, trao lại trách nhiệm mà chưa có. Nay mai thầy gặp được con bé nhà chị, chị có đồng ý để nó theo ta hay không? Bà chủ có phần dè dặt, nhưng rồi vẫn đồng ý. Dạ, nếu đã theo cửa Phật thì con cũng không dám cãi. Thỉnh cô. Thế là chuyến đi của tôi với bà Tú thành công tốt đẹp, thuận lợi đưa được con bé Lam đi theo. Nếu như là tôi đi thì chắc không thể làm được rồi. Nhưng có bà Tú vốn tiếng tâm cũng rất thịnh, với cả khí chất và cái đầu của bà ấy, quả thật đúng là khiến cho người ta phải nể phục. Về tới nơi, con bé Lam vừa bước vào trong nhà bà Tú thì đã thét lên. Bà cũng như đoán định được trước, liền bước tới chỗ vai con bé. Con cầm lấy cái này đi, thấy nó ở chỗ nào thì quật vô chỗ đó. Lam cầm lấy cái roi mà bà Tú đưa. Con bé vẫn trung sợ lên không ngừng. Bà khích lệ nó. Con hãy nghĩ, đó là con ma xấu xa và hay hù dọa con suốt thời gian qua. Có ta ở đây, cứ đánh nó đi, không phải sợ. Con bé như được tiếp thêm dũng khí, vung cây roi lên cao rồi đập xuống một góc nhà. Bỗng dưng nó thích thú nhìn sang bà Tú. Nó bị con đánh chạy kia rồi. Thế rồi con bé Lam phấn khích chạy loạn xạ khắp nhà, vung cây roi xuống. Bà Tú nhẹ nhàng mỉm cười. Lại một lần nữa tôi bị say đắm bởi vẻ đẹp quý phái của bà ấy. Sao, thấy ta đẹp phải không? Câu hỏi bất chợt của bà khiến cho tôi giật mình. Dạ, con thấy cô đúng là quá đẹp lão luôn á. Tôi ngượng ngùng đáp. Bà cười xòa phe phẩy cái quạt. Ghế cô nếu không đẹp thì các quan làm sao mà ngự được chứ. Tôi không hiểu lời bà nói. Tôi đến bên cạnh thằng Nhân. Nó vẫn đang nhắm chặt mắt, chẳng động đậy gì, khiến cho tôi lo lắng lắm. Ông Quyết từ bên ngoài chạy vô. Trên người ông ấy đã lấm tấm mồ hôi. Có vẻ như hai người rất ăn ý. Ông Quyết nhìn bà Tú nói. Cô ra đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi đó. Bà không nói gì, lẳng lặng đi vào trong gian buồng. Con bé Lam đi theo bà Tú, để lại tôi và ông Quyết ở ngoài. Ông Quyết nhìn tôi nói. Ra ngoài phụ tao một tay đi, đứng đó nhìn cái gì nữa. Nghe thấy vậy, tôi cũng lật đật chạy theo. Ra tới ngoài sân nhìn vào bên một góc, tôi choáng váng bởi một mâm cỗ bày ra. Mà do ở trong góc khúc sân, cho nên hồi nãy tôi không có để ý. Cỗ bày ra tươm tướp bao nhiêu là thứ. Một con gà, một con lợn luộc, một đĩa xôi gất, một đĩa ngũ quả, 7 bông hoa đồng tiền đỏ, 2 chén trụ trắng, 2 chén nước lọc, một chiếc nhẫn cưới màu vàng mua ở cửa hàng bán đồ thờ cúng, 7 sợi tơ hồng, một đĩa trầu cao, một chiếc kéo có buộc chỉ đỏ ở cán, thuyền vàng, thổi vàng, vàng lá và một ít tiền âm phủ. Mâm lễ được dọn ra, tôi nhìn vào con lợn luộc có phần hơi mỡ quá. Tôi hỏi ông Quyết. Ê, con lợn này sao bèo nhèo vậy chú? Bởi vì nếu là nam thì cần lợn cái, mà ở tiệm còn có mỗi con này thôi, đòi hỏi cái gì chứ bày. Đang mãi nói chuyện với ông Quyết thì bóng dáng bà Tú bước ra. Trong tà áo dài màu xanh dương thêu hoa gấm đường nét tỉ mỉ, bà Tú làm phơi bày được cơ thể mảnh mai của một người con gái. Không phải do tôi đầu óc mụ mẫm đó chứ, tôi thật sự thấy bà ấy quá đẹp rồi. Bà Tú đội mấn lên đầu tóc đã được hớt lên cao. Tay bà ấy vẫn giữ chiếc quạt lông phe phẩy, làm cho tôi nhớ tới hình ảnh của các mợ, các bà lớn ngày xưa vẫn thường thấy trên phim ảnh. Bàn lễ vật đã chuẩn bị trên một chiếc bàn lớn đặt ở ngoài trời. Ông Quyết và tôi vào trong khiêng thằng Nhân ra, đặt nằm xuống cái chiếu đỏ. Tiếp đó,
Bà Tú bước tới thắp lên một ngọn nến trắng, nén hương, lễ một lễ, sau đó đọc văn khấn. Thưa hồn ở cõi bên kia, nay âm dương cách biệt, ngã chia hai đường. Hồn thì cõi âm, còn tôi thì ở cõi dương. Chúng ta dù cố gắng thì cũng không thể về chung một chỗ. Nếu hồn có tình ý với tôi thì cũng không thể nên kiếp vợ chồng. Bởi thiên có luật thiên, địa có luật địa, tôi và hồn thì có nhân quả. Nếu hồn còn bám chấp duyên này thì nghiệp mà hồn phải gánh sẽ rất nặng. Thôi thì nếu còn duyên, ta xin hẹn lại ở những kiếp sau. Kiếp này mong hồn không oán trách. Cơ thể thằng Nhân co giật lên. Ông Quyết ấn đầu tôi xuống cái chiếu cạnh nó. Con bé Lam vung cây roi lên quật vào người thằng Nhân. Thế rồi nó như bị kinh sợ thứ gì đó mà lui lại sau lưng bà Tú. Thấy vậy, bà Tú đọc lớn hơn văn khấn. Nay tôi sửa soạn lễ vật tiền vàng, trầu cao, nhẫn cưới và tơ hồng chỉ đỏ. Thỉnh hồn về để chúng ta làm lễ cắt duyên âm. Kể từ giờ phút này, tôi xin trả lại mọi lễ vật cho hồn. Chúng ta hai người hai ngã. Để tôi sẽ xây dựng cuộc sống mới của tôi. Và hồn thì về nơi tam giới, duyên xưa đã hết, mà tình âm cũng chấm dứt từ đây. Trên có trời, dưới có đất, giữa có tôi và hồn. Xung quanh tam giới có thần tiên chứng giám, tôi xin tuyệt tình với hồn. Ở trên cổ anh Nhân. Con bé Lam hét lên, chỉ tay vào thằng Nhân. Một cơn gió lạnh phả vào cổ tôi, khiến cho từng lớp da gà cứ dậy đua nhau mà nổi lên. Chưa lấy lại bình tĩnh thì ông Quyết túm đầu tôi giật lại phía sau. Một chất lỏng cay nồng dốc thẳng vào họng của tôi, chắc đó là rượu. Ông Quyết dúi cho tôi cốc nước rồi dục: "Nè, uống đi nhanh lên." Tôi cũng vội vàng vớ lấy cốc nước uống cạn đi. Ông Quyết tiến tới chỗ thằng Nhân, dốc rượu vào họng của nó rồi lại đổ nước lọc vô. Chúng tôi bây giờ chỉ giống như con cá nằm trên thớt, nên tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo. Bà Tú lấy kéo cắt đôi tơ hồng, một nửa ném về hướng Tây Nam cùng với chiếc nhẫn và trầu cao để trả duyên. Nửa còn lại của sợi dây thì ném về hướng Đông Nam. Sau đó, bà sai ông Quyết và tôi ôm hết đồ lễ sang góc vườn bên kia để đốt lên. Đang định bê đồ ăn vào trong nhà cất thì bà Tú gắt lên: "Không để lại cái gì cả, kể cả đồ ăn." Dù tiếc nuối, nhưng tôi cũng chỉ biết làm theo. Đồ ăn đã chín nên cháy trăm trang theo đống vàng mã. Từ chỗ đống hỗn độn đó bốc lên một cái mùi hôi tới mức tôi suýt cả mửa ra. Con bé Lam cứ đứng chăm chăm nhìn vào đống lửa đang cháy. Do nó đứng quá gần, tôi sợ lửa phật vô trát người nó, cho nên kéo con bé ra. Bà Tú lấy cồn đốt lên, hơ quanh người thằng Nhân và tôi. Sau đó bà lại đốt trầm lên để xong người. Bà quay lại tạ lễ tám hướng, rồi bắt tôi đi thẳng vào nhà không được ngoảnh đầu lại. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi mà thằng Nhân vẫn chưa tỉnh thì lòng tôi lại nóng lên. Lúc đầu tôi hỏi thì bà Tú vẫn bảo là không sao. Nhưng cho tới khi tôi nhận ra ánh mắt của bà có chút thay đổi, tôi chột dạ hỏi ngay: "Dạ, có chuyện gì rồi phải không?" Ông Quyết e ngại nhìn bà Tú. Mặt bà đăm chiêu nhìn thằng Nhân đang bất tỉnh nhân sự. "Rốt cuộc tụi bay á đã chọc phải ai rồi?" Bà Tú quát. Tôi đang lớn ngớ chẳng biết nói như thế nào thì con bé Lam quơ tay quạt cái thao động vào chỗ tôi và thằng Nhân. Nước bắn tung tóe khiến cho hai quả trứng trong đó cũng rơi ra. Nhìn xuống, tôi thấy cả quả trứng vỡ và chưa vỡ đều bị đen đi một cách rất kỳ lạ. Chắc
chắc bà Tú cũng đã nhìn ra. Tay bà đưa lên đầu, gạt cái mấn rơi xuống. Bà đưa các ngón tay dây dây cái sóng mũi cao của mình, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói: "Phải gọi thằng nhãi này dậy, kể ra chân tướng thì ta mới giúp được. Dòng này không phải tự tâm nó muốn đi theo, nên muốn nó dứt đi cũng không có được nữa." Ông Quyết cau mày nhìn bà Tú: "Bị yểm sao cô Tú?" "Rõ ràng là như vậy rồi. Dòng có người điều khiển thì ác tính rất là lớn. Muốn dứt thì phải dứt từ người yểm. Mà cái loại yểm này cũng dã man lắm. Cũng chẳng biết thằng Ôn này đắc tội với ai mà bị yểm nặng như vậy chứ." Bà thở hắt ra một hơi. Tôi nghe mang máng hiệu nên cứ hỏi lại cho chắc: "Vậy bây giờ gọi thằng Nhân dậy kiểu gì đây cô?" "Phải có hồn vía của người khác thế chỗ thì dòng nữ mới thả nó ra." Tôi dường như hiểu được ý của bọn họ muốn nói, tôi đáp ngay: "Nếu vậy cứ để con thay vô đi. Dù vậy bây giờ con cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hết." "Không được. Nhiệt tình mà cộng thêm ngu dốt chỉ tổ hỏng chuyện thôi. Ông Quyết à, hay là ông thay cho hai đứa nó đi. Tôi và con bé Lam sẽ ở lại sắp xếp thứ khác." Ông Quyết không từ chối mà nhận lời ngay. Việc này nguy hiểm như vậy mà ông ấy lại chẳng cần suy nghĩ để giúp chúng tôi hay sao? Một sự ấm áp của một người miền quê, hay là sự cao cả của một người làm thầy? Rồi ông Quyết nằm cạnh thằng Nhân, ba cây nến đỏ được thắp phía dưới chân của nó, ba cây nến trắng thắp phía trên đầu ông Quyết. Bà Tú châm 14 nén nhang lên, cắm vào 14 chén gạo xếp xung quanh cái chiếu mà ông Quyết và thằng Nhân đang nằm. Tôi ngồi mơ hồ như một đứa trẻ, còn bà Tú thì cầm chiếc chuông đồng, tay bà lắc, chân bà uyển chuyển theo từng nhịp như một điệu múa. Bà nhảy quanh chiếu, chiếc chuông đồng len keng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho tim tôi đập loạn xạ. Gió từ ngoài cửa lùa vô, khiến cho ba cây nến phía ông Quyết tắt vụt đi. Sáu nén nhang cũng bị gãy đổ làm hai. Tôi chỉ kịp nhìn thấy con bé Lam ú ớ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Bà Tú liếc xuống con bé hỏi: "Đi chưa?" "Đi rồi. Ông ấy bị cô nào dắt đi rồi." Con Lam ngập ngừng lo sợ. Tôi chắc chắn rằng cái dông nữ ấy phải có hình thù đáng sợ lắm mới khiến cho con bé hải hùng như vậy. Bà Tú dừng tay, đặt chuông xuống chiếu. Đoạn bà cầm một que nhang đang cháy dúng vào trong bát rượu, rồi chúi đầu nhang xuống chén gạo. Thằng Nhân từ từ mở mắt ra, khiến cho tôi như vỡ òa. Tôi đập vào tay nó một cái thật đau mà trách: "Thằng chó này, mày biết tôi lo lắm không?" Nhân không nói gì. Nó từ từ ngồi dậy, nhưng lảng tránh ánh mắt của tôi. Chắc hẳn là nó còn đang cảm thấy có lỗi. Bà Tú không cho thằng Nhân được nghỉ ngơi một phút nào. Bà hỏi ngay: "Rốt cuộc là cậu đã gây thù với ai? Ai là người đã yểm bùa cậu?" Thằng Nhân ngập ngừng không muốn nói. Bà Tú quát lên: "Tôi phải xử lý xong trước khi ba cây nến và bảy cái nén nhang còn lại tắt đi. Nếu không thì tính mạng ông Quyết nguy to đó." Nghe thấy vậy, tôi cũng hối thúc thằng Nhân. Thực tình mà nói, tôi chẳng muốn ai gặp nguy hiểm nữa hết, đặc biệt là ông Quyết, người đã giúp đỡ cho chúng tôi hết lòng mà không đòi hỏi thứ gì cả. Sau một hồi đắn đo, thằng Nhân mới lên tiếng: "Hãy chắc chắn rằng bà sẽ đánh bại được ả, tôi mới nói. Nếu bà thua thì cả tôi và gia đình tôi cũng sẽ chẳng thoát khỏi phải chết đâu." Bà Tú ánh mắt vẫn sắc như dao nhìn thằng Nhân: "Hãy nhớ lấy, các người chỉ là những con người tầm thường thôi. Đừng có mà tra điều kiện với ta. Nói nhanh lên." Bà Tú gắt lên. Thằng Nhân vẫn cương quyết không nói. Bà đã thực sự tức giận. Nhanh như cắt, con dao trong tay bà ấy đã kề vào cổ thằng Nhân. Ánh mắt bà đanh thép đối diện với ánh mắt tràn đầy sự lo sợ của nó.
quá bất ngờ trước động thái dứt khoát, nhanh nhẹn của bà khiến cho tôi luống cuống. Tôi nhẹ nhàng nói để xoa dịu bà Tú, rồi quay sang khuyên nhủ thằng Nhân nên nói ra. Thế nhưng nó vẫn không hề thốt ra một lời. Bà Tú liếc sang, thấy bát rượu đã đổi sang màu đục đi thì không khỏi lo lắng. Bà đứng phắt dậy, vươn tay lấy thanh kiếm gỗ trên nóc tủ. Có lẽ bà ấy đang giận mất bình tĩnh, cho nên quẹt vào cái bình gốm khiến cho nó rơi xuống. Tôi nhận biết được, nhưng phản xạ không kịp nên không thể đỡ cho bà được. Chiếc bình rơi xuống, bà Tú nhận thấy kịp cho nên đưa tay ra chắn. Cái bình khá to, đập vào tay bà vỡ tung ra. Một vài mảnh sành còn bay qua xén vào gương mặt xinh đẹp của bà. Vệt máu trên má bà Tú chảy xuống, nhưng bà không hề thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh lùng quệt chết máu đi, bước ra giữa nhà. Bà quay sang gọi con bé Lam. Nhìn thấy đốm sáng ở phía nào hoặc hiện lên chữ gì thì nhớ đọc to lên cho ta. Con bé chạy tới phía tai bà Tú chỉ. Nó cầm bát rượu, nhìn chăm chăm rồi đọc: à, bên trái, chữ hỏa. Lập tức bà Tú vung kiếm gỗ sang bên trái, chân bà lại di chuyển yểu điệu theo vần nhịp nào đó. Một lá bùa trên tay bà cháy trực lên rồi bay quanh thanh kiếm gỗ. Tôi thấy lạ, liền ngó vào trong bát rượu mà bé Lam đang cầm, nhưng tôi chẳng thấy gì hết. Chắc hẳn chỉ những người có mắt âm dương mới thấy được mà thôi. À, đằng sau. Lam dứt lời, thanh kiếm gỗ trên tay bà cũng chuyển hướng. Điệu múa của bà khiến cho ai đối diện cũng phải mê mẩn. Tóc của bà chuyển động cũng bị tung ra, lất phất cuộn theo cơ thể. Được một hồi thì bà Tú gục xuống, thanh kiếm trên tay chống ghim xuống sàn. Trên trán của bà đã bóng nhảy mồ hôi. Nến và nhang cũng đã cháy đi gần hết. Bà Tú đã đuối sức và bất lực. Bà lao tới, nắm lấy bả vai thằng Nhân mà lay mạnh, nói: rốt cuộc là người yểm là nam hay nữ? Đạo chú nó dùng là cái gì? Tên của nó là gì? Nói mau. Bà ấy mất kiểm soát thật rồi. Bà ấy bắt đầu khóc, nhưng gương mặt vẫn đanh cứng. Tôi tự hỏi rằng liệu người phụ nữ này đã trải qua những gì mà lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Thằng Nhân nấc lên, thế rồi nó cũng nói: Ả dùng bùa Nam Tông, chỉ cần thu hồi vong nữ là bùa của Ả sẽ mất tác dụng thôi. Bà Tú nghe xong thì không chần chừ, bà đứng lên cầm thanh kiếm gỗ tiếp tục múa. Thế nhưng sức của bà đã yếu, bà ấy suýt ngã xuống, may mà có bé Lam đỡ lấy bà. Để con múa cho, con có thể nhìn thấy hướng thuật của bà, con sẽ điểm theo hướng đó. Lam nói xong thì liền cầm thanh kiếm gỗ trong tay bà. Nó vụng về chỉ thanh kiếm sang từng hướng, rồi lại ngó vào trong bát rượu. Bà Tú mỉm cười, một nụ cười chứa đựng thứ gì đó thật buồn mà cũng lại thật hạnh phúc. Muối, gạo được bà ném vương vãi ra khắp nhà. Thế rồi để cho con bé Lam múa kiếm, còn bà thì ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh. Tiếng kinh chú được cất lên thì tức thì các ngọn nến sáng trực lên mạnh hơn. Có tiếng gạo thét của người phụ nữ cất lên văng vẳng khắp căn phòng, khiến cho tôi cũng trợn người ngồi nép mình lại. Bà ơi, không còn hướng chỉ nữa. Con bé Lam vội nói. Bà Tú đáp: nhìn kỹ lại thì sẽ thấy hình tròn sáng ở dưới đất. Lấy bát rượu đổ vào hình tròn đó. Con bé nheo mắt, cúi người xuống đi tìm hình tròn. Tôi cũng đảo mắt tìm cùng, nhưng không hề thấy một cái gì khác hết. Thế rồi nó đổ rượu vào trong một khoảng trống. Một tiếng thét khàn đặc như kim loại trích lên, khiến cho dây thần kinh của bất kỳ một con người nào cũng như muốn nổ tung ra. Tiếng đọc chú của bà Tú cũng to hơn, nhanh hơn. Hai thứ âm thanh bắt đầu đấu nhau, không ai nhường ai cả. Giây phút lồng ngực của tôi như muốn vỡ ra,
thì tôi bắt gặp được ánh mắt bà Tú. Con ngươi bà ấy đã mở trừng, mắt đã đổi sang một màu vàng sáng quắc lên. Miệng bà ấy vẫn đọc chú không ngừng. Thế rồi bà lại hét lên: "Trả người lại cho tao!" Hai âm thanh dừng lại. Bà thở hổn hển, mắt bà ấy cũng dần dần trở lại bình thường. Rồi bà ngã ra đất. Ông Quyết hò lên mấy tiếng rồi cũng ngồi dậy. Tiếng thở của bà Tú giữa không gian im lặng. Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau chẳng nói được câu nào. Ông Quyết khạc khà ra dài hơi rồi quỳ gối. Ông nắm tay bà Tú, đầu dập xuống chiếu. Trận pháp thứ 205, cô lại cứu con rồi. Bà Tú đưa tay lên mắt. Những giọt nước mắt của bà bắt đầu rơi. Tiếng sụt sịt cũng cất lên. Người phụ nữ mạnh mẽ đó cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc của mình rồi. Con bé Lam thấy bà Tú khóc thì cũng sụt sùi chui vào lòng bà mà nức nở lên. Bất chợt lòng tôi cũng dâng lên. Tôi cũng đang nhớ mẹ. Thế là nước mắt tôi cũng rơi theo tiếng khóc của con bé Lam. Thằng Nhân cũng khóc. Đúng vậy, chúng tôi đang khóc cho một trận ăn mừng. Cuối cùng chúng tôi đã sống sót. Thằng Nhân dập đầu xuống chiếu. Tôi cũng vậy. Cổ họng đang nghẹn ứ chẳng thể nói nên lời. Thầy xin cho một lần dập đầu, chúng tôi tỏ lòng cảm ơn đối với cô Tú, ông Quyết và bé Lam đã giang tay cứu rỗi chúng tôi. Bà Tú gạt nước mắt đi. Môi bà nhìn chúng tôi, nghiêng đầu nở một nụ cười thật hiền. Chúng ta thắng rồi. Thôi, về nhà đi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được sau lần trừ tà của bà Tú. Từng lời nói của bà ấy như trót vào tai tôi đến tận bây giờ. Những giọt mồ hôi và công sức mà họ bỏ ra để cuốn lấy mạng sống nhỏ bé của tôi và thằng Nhân, gom lại cũng chỉ là một chữ duyên. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Tà Duyên của tác giả Đinh Nghi. Dạo gần trước thì Huy có làm một truyện của Đinh Nghi, đó là Bệnh Viện Ma đó. Thì đây là lần trở lại của tác giả trẻ. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Đinh Nghi. Huy sẽ để link ở trong phần mô tả nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc mọi người một đêm tối thật an lành.